Thời xưa khi mà xem các bộ phim thần thoại thì có lúc nào các bạn đã mơ ước rằng là mình sẽ trở nên trường sinh bất tử hay chưa? Nếu như ngày xưa khoa học kỹ thuật còn chưa phát triển thì nghe đến điều này có vẻ là vô lý và phi thực tế đúng không? Nhưng mà với ngày nay xã hội ngày càng phát triển, khoa học kỹ thuật ngày càng hiện đại hơn thì liệu viễn cảnh này có thể xảy ra hay không? Ngày hôm nay hãy cùng với Thanh Nhiên và Soi Sáng Kiến Thức đi tìm hiểu sâu hơn về vấn đề con người liệu có thể trở nên trường sinh bất tử thông qua video dưới đây nhé! Con người liệu có thể đạt đến trường sinh bất tử? Tuổi thọ trung bình hiện nay của con người chúng ta đang có xu hướng gia tăng khi các loại thuốc và khoa học công nghệ của chúng ta đang ngày càng tiến bộ. Nếu tuổi thọ con người ngày càng kéo dài, liệu một ngày nào đó chúng ta sẽ trở nên bất tử hay không? Đến thời điểm hiện tại, người có tuổi thọ lớn nhất thế giới là Jenny Kant, người Pháp. Bà qua đời vào năm 1997, hưởng thọ 122 tuổi, được đưa vào sách kỷ lục thế giới Guinness. Một trong những nghiên cứu được công bố trên tạp chí Natural Communications vào tháng 5 năm 2021, các nhà khoa học đã đưa đến một kết luận rằng con người có thể sống tối đa từ 120 đến 150 năm. Sau khi qua khoảng thời gian trên, cơ thể người sẽ mất vĩnh viễn khả năng phục hồi khi gặp phải chấn thương hoặc bệnh tật. Để có thể đạt đến việc bất tử, việc đầu tiên con người cần phải làm là ngăn cản quá trình lão hóa của cơ thể. Một nhóm động vật trong tự nhiên đã có thể giải quyết triệt để được vấn đề này. Vì vậy, nó không chỉ tồn tại trong phim khoa học viễn tưởng như những gì chúng ta vẫn thường nghĩ. Hydra là động vật có đặc điểm là không hề có xương sống nhỏ, giống hệt như loài sứa. Để ngăn cản quá trình lão hóa thì chúng đã sử dụng một phương pháp đặc biệt. Cơ thể chúng được tạo ra từ các tế bào gốc liên tục phân chia để có thể tạo ra những tế bào mới, trong khi các tế bào cũ sẽ chịu cảnh bị loại bỏ. Chính vì điều này, Hydra đã có thể tự trẻ hóa cơ thể, hay nói cách khác là trẻ mãi không già, trường sinh bất tử. Danielle Martins, giáo sư sinh học tại Đại học Pomona ở Claremont, California, Mỹ. Chúng dường như không già đi, vì vậy chúng có khả năng bất tử. Trường hợp của Hydra đã chứng minh rằng động vật không nhất thiết phải già đi, nhưng điều đó không khẳng định hay chứng minh con người có thể bắt chước được quá trình trẻ hóa của chúng. Bởi khác với sự phức tạp của cơ thể con người, Hydra chỉ dài 10 mét và không có nội tạng. Con người chúng ta sở hữu các tế bào gốc có thể sửa chữa, thậm chí là khôi phục lại các bộ phận của cơ thể. Có thể lấy ví dụ như tế bào gốc trong gan. Tuy nhiên, điểm mấu chốt ở đây là cơ thể con người lại không được tạo ra hoàn toàn bằng những tế bào gốc giống như Hydra. Vì con người cần tế bào để thực hiện những nhiệm vụ khác ngoài việc phân chia và tạo ra các tế bào mới. Martins đã đi đến nhận định rằng các tế bào của con người đảm nhiệm những chức năng riêng biệt và nhiều loại tế bào không có khả năng phân chia. Khi các tế bào này già đi, cơ thể chúng ta cũng vậy. Điều chúng ta cần làm để có thể ngăn chặn đi quá trình lão hóa không chỉ đơn giản chỉ là loại bỏ đi các tế bào cũ của mình, bởi vì chúng ta rất cần đến chúng. Như trong mỗi người, các tế bào thần kinh trong não có nhiệm vụ là truyền thông tin. Chúng ta tất nhiên là không muốn chúng bị thay thế đi, nếu không chúng ta sẽ bị mất trí nhớ. Và tất nhiên, chẳng ai muốn điều này xảy ra đúng không nào? Tuy nhiên, Hydra có thể trở thành nguồn cảm hứng để các nhà khoa học cho ra các nghiên cứu mới giúp con người sống khỏe mạnh hơn. Bằng cách tìm ra các phương pháp có thể hỗ trợ tế bào hoạt động tốt khi chúng dần thoái hóa theo thời gian. Tuy nhiên, con người hoàn toàn có thể vượt qua giới hạn sinh học của mình với những tiến bộ liên quan đến công nghệ nano trong tương lai. Những cỗ máy với kích thước nhỏ hơn 100 nanomet có thể thoải mái di chuyển trong máu, giúp cơ thể ngăn ngừa chống lão hóa bằng phương pháp sửa chữa những tổn thương tế bào. Theo Đại học Melbourne, Australia, công nghệ nano cũng giúp điều trị một số bệnh nhất định, kể cả một số loại ung thư, bằng cách loại bỏ các tế bào ung thư ra khỏi cơ thể. Trong trường hợp chúng ta ngăn cản được hiện tượng lão hóa, thì vẫn chẳng thể nào có thể đạt được sự bất tử trên cõi đời này. Giống như trường hợp của Hydra, mặc dù Hydra không hề lão hóa, nhưng cũng không có nghĩa là chúng có thể sống sót mãi mãi. Chúng sẽ trở thành thức ăn cho những kẻ săn mồi mạnh hơn, ví dụ như cá hay một số loài khác, hoặc sẽ chết nếu môi trường sống của chúng đột ngột thay đổi quá nhiều, ví dụ ao hồ nơi chúng tồn tại bị đóng băng vào mùa đông. Thế nên, chưa chắc không già đã là hạnh phúc đâu nha. Và khi xã hội phát triển, con người với bộ óc thiên tài của mình gần như đã trở thành bá chủ của địa cầu này. Nhưng chúng ta vẫn gặp rủi ro từ tai nạn chết người và dễ bị tổn thương bởi thiên tai, thời tiết do biến đổi khí hậu. Vì vậy, chúng ta cần phải có một cơ thể tốt hơn hiện tại để có thể đảm bảo sự tồn tại lâu dài trong tương lai.
Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau đi tìm hiểu, phân tích các bằng chứng khoa học để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi liệu con người có thể trở nên bất tử hay không? Và ngày nay cùng với sự phát triển siêu việt của khoa học kỹ thuật thì liệu rằng trong tương lai điều này có thể xảy ra thì sao, đúng không nào? Và các bạn cảm thấy video này hữu ích và ý nghĩa hay không? Đừng quên để lại cho Thanh Hiền và mọi người được biết bằng một bình luận ở phía dưới và ủng hộ tụi mình bằng cách like video, share video, subscribe kênh YouTube và nhấn vào chuông thông báo kênh để trở thành một trong số những người nhận những video mới nhất, hot nhất của kênh nhé. Còn bây giờ thì Thanh Hiền xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.